giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Tiểu sử Miyu, mỹ nhân không tuổi, đa tài của showbiz Việt. Miyu là diễn viên, giảng viên và doanh nhân thành đạt được đông đảo mọi người biết đến. Cô chính là một trong những hot girl Sài Thành thế hệ đầu. Ở thời điểm hiện tại, Miyu vẫn vô cùng xinh đẹp và thành công trong suốt những năm tháng bước chân vào giải trí. Mỹ nhân không tuổi vẫn luôn giữ gìn hình tượng ngọc nữ, nói không với scandal gây sốc, chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Gần đây khi tham gia nhiều game show, Miyu được khen ngợi nức nở và được gọi là con nhà người ta với khối kiến thức đa lĩnh vực, sự thông minh và tư duy sắc bén. Miyu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1989, cung Hoàng Đạo, Thiên Bình, chiều cao 1m60, nơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã từng tham gia các bộ phim như Cô Nàng Tóc Rối, Mẹ Chồng, Tôi Là Lụa. Diễn viên Miyu có thành tích học tập đáng nể, Á khoa trường đại học kiến trúc, đạt giải quán quân cuộc thi Miss Teen, khi đó Miyu 19 tuổi. Miyu có niềm đam mê với kinh doanh và cô cũng tham gia vào lĩnh vực này từ rất sớm. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên 9X trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ của các bạn trẻ noi theo. Là một trong những hot girl xinh đẹp nổi tiếng tại Sài Thành, Miyu nổi tiếng với đời tư sạch chưa từng vướng phải scandal từ khi bước vào nghệ thuật đến nay. Vào năm 2009, Miyu đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng, đóng cùng với Miu Lê, Nhã Phương. Một năm sau, nữ diễn viên xinh đẹp đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập mang tên Cô Nàng Tóc Rối. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nhiều đất diễn, Miyu đã có nhiều lợi thế thể hiện được khả năng của mình. Những năm sau đó, cô đều tham gia đóng từ 1 đến 2 bộ phim trong cùng một năm, với các tác phẩm được biết đến như Thiên Mệnh Anh Hùng, 14 Ngày Đấu Trí, Bí Ẩn Song Sinh. Năm 2016, Miyu tham gia bộ phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu về chủ đề ngôn tình lãng mạn, với dàn diễn viên khá thu hút như Harry Lu, Anh Tú, Ngọc Trai. Nhưng bộ phim lại mang đến nhiều bình luận đánh giá từ phía khán giả về nội dung. Miyu tiếp tục đóng cặp cùng Harry Lu trong bộ phim Tôi Là Lụa năm 2018. Thế nhưng lần này còn nhận về sự chê bai nhiều hơn trước bởi phim lồng ghép quảng cáo khá nhiều. Mới đây nhất, người đẹp Sài Thành tham gia vào bộ phim Nhân Duyên, Người Yêu Tiền Kiếp đóng cặp cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình, sẽ ra mắt vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, cùng sự hợp tác của đạo diễn Lúc Vân và nữ doanh nhân Quỳnh Chi trong vai trò nhà sản xuất. Được biết, đây là bộ phim mà đạo diễn Lúc Vân đã có ý tưởng từ thời còn là sinh viên. Phim kể về một câu chuyện tình yêu kéo dài 3 kiếp, trong đó chàng trai cứ mãi yêu một cô gái qua nhiều kiếp người, nhưng cô lại không hề biết đến sự hiện diện của anh. Đây là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt tiếp cận khái niệm duyên âm kỳ bí bằng câu chuyện tình yêu lãng mạn. Tạm gác lĩnh vực diễn xuất qua một bên, Miyu còn được yêu mến trong giao tiếp, hành xử khi thể hiện sự khéo léo, thông minh của mình qua các chương trình game show mà cô tham gia. Tiêu biểu như tại chương trình Nhanh Như Chớp, Miyu đã xuất sắc 2 lần trả lời đúng 10 câu hỏi liên tiếp và được 20 triệu đồng cho mỗi lần chơi. Miyu thể hiện sự am hiểu kiến thức sâu rộng và nhạy bén trước những câu hỏi khéo léo được đặt ra. Điều này khiến khán giả phải ngạc nhiên và có cái nhìn khác về cô. Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ngoài đời Miyu còn là một người giỏi giang. Cô sớm có lĩnh vực kinh doanh riêng với một cửa hàng thời trang, khu tổ hợp ăn chơi Zone 87. Cô năng nổ tham gia nhiều hoạt động khác như làm MC, đóng quảng cáo. Vừa qua, Miyu còn làm cố vấn chương trình Shark Tank Việt Nam phiên bản nhí, Kaido Shark. Một cô gái với vẻ đẹp trong veo không tuổi cùng với những thành tích cao trong cuộc sống, vừa hoạt động nghệ thuật vừa làm chủ lĩnh vực kinh doanh cũng như công việc giảng dạy một cách tốt nhất, nhiều đó thôi cũng không quá nhiều nếu nói về Miyu là một ngọc nữ của showbiz Việt. Sự nghiệp thành công nhưng Miyu chưa may mắn trong chuyện tình cảm. Miyu có một mối tình khá ồn ào với đại gia Phan Thành, cả hai yêu nhau kín tiếng. Ban đầu khi mọi người biết tin Miyu đang trong mối quan hệ tình cảm với doanh nhân trẻ tuổi này, ai nấy đều thấy và công nhận cặp đôi trai tài gái sắc. Cả hai thậm chí đã đính hôn với nhau và dự tính có một đám cưới trong tương lai không xa. Thế nhưng cuộc sống có vô vàn điều bất ngờ trở ra khiến cho mọi việc trở nên rối tung lên, cũng như phá hỏng hết tất cả hình ảnh đẹp đẽ trước đó. Năm 2015, Phan Thành bị hot girl Cà Mau là Thúy Vi tố cuộc tình vụng trộm của mình lên trang mạng xã hội, để rồi mọi chuyện vỡ lở không đường cứu chữa. Vào thời điểm ấy, người ta dùng hết sự chú ý và những tin tức nóng hỏi về cuộc tình tay ba giữa Miyu, Phan Thành, Thúy Vi liên tục được lên sóng. Miyu vẫn im lặng, cô không phát ngôn, không xuất hiện.
vì nữ diễn viên đã hủy hôn trước với đại gia này. Câu chuyện còn kéo dài nhiều ngày sau đó, thậm chí đến bây giờ người ta còn nhắc lại như vừa mới đây. Sau vụ ồn ào đó, Miyu vẫn lẻ bóng, cô chọn cách sống với công việc và đam mê của mình. Thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện và đi đóng phim, nhưng mỗi lần cô hiện diện đều làm các ống kính chú ý. Vừa qua, Miyu và Quốc Trường vướng nghi vấn hẹn hò khi khán giả bắt gặp hình ảnh nữ diễn viên 9X đến nhà nam đồng nghiệp nấu ăn. Không những thế, cặp diễn viên còn thường xuyên tụ tập bạn bè và đi ăn cùng nhau. Đây không phải lần đầu tiên cặp diễn viên vướng nghi vấn hẹn hò. Trước đó, cả hai thường xuyên like và bình luận ảnh của nhau trên trang Facebook. Khi Quốc Trường thực hiện show ẩm thực hay ra mắt phim mới, Miyu đều đến ủng hộ. Ngược lại, khi Miyu giới thiệu MV mới, nam diễn viên cũng mang hoa đến chúc mừng. Trước nghi án tình cảm với Quốc Trường, Miyu cho hay, tôi với anh Trường chơi chung một nhóm bạn trước khi quay về nhà đi con, cho nên tôi xem anh như là một người anh. Nên chuyện hai người nói chuyện vui trên Facebook là chuyện bình thường, nhưng khán giả lại luôn mong tôi hạnh phúc, muốn chọn cho tôi soái ca. Nhưng mọi ship chỉ để làm tốn công. Tôi cảm động trước tình cảm của mọi người lắm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.